Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là bản tin: Bảo Nam khoe răng súng khi đi chơi cùng mẹ và em gái. Cậu nhóc 8 tuổi đang có chuyến nghỉ hè về Việt Nam để đoàn tụ với mẹ và gia đình. Bảo Nam cùng bà ngoại và dì ruột về nước thăm Jennifer Phạm từ hơn 10 ngày trước. Nhóc tì hạnh phúc khi được gần gũi với mẹ, em gái và bố dượng sau nửa năm xa cách. Hôm qua ngày 23 tháng 6, Bảo Nam theo chân mẹ, dì và em gái đi dạo phố Hà Nội. Cậu bé mới 8 tuổi nhưng đã cao đến vai mẹ. Càng lớn, Bảo Nam càng giống bố Quang Dũng. Jennifer Phạm và em gái Jacqueline Phạm trở nên nhí nhảnh khi chụp ảnh kỷ niệm cùng hai thiên thần Bảo Nam và bé Na. Bảo Nam cười tít mắt, dẫn mẹ đi khám phá khu phố nhà thờ. Không còn vẻ bù bẩm như lúc nhỏ, cậu bé đã trưởng thành hơn xưa. Khi cười tét miệng, Bảo Nam để lộ hàm răng súng vì mới nhổ hai chiếc răng cửa. Cậu nhóc sống tại Mỹ cùng ông bà ngoại. Tuy nhiên hằng ngày, Bảo Nam vẫn trò chuyện video với mẹ và em gái. Riêng bố Quang Dũng cũng thường xuyên ghé thăm Bảo Nam khi có dịp sang Mỹ lưu diễn. Jennifer Phạm bên hai thiên thần. Cô tự hào vì dù hai con cùng mẹ khác cha nhưng lại rất yêu thương nhau. Thời gian này, hoa hậu hạn chế công việc để dành nhiều thời gian chăm sóc cho hai con. Trong khi Bảo Nam quấn quýt bên mẹ, bé Na lại được dì ruột quan tâm. Jacqueline Phạm thích thú khi được ngồi xe xích lô ở Hà Nội. Cô có phong cách ăn mặc phóng khoáng hơn chị gái Jennifer. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.